Chào các bạn nha. Hôm nay mình với chuột là trốn Thảo đi ăn xôi khổng lồ. Anh nhầm cái gì? Có cái gì không đấy? À, trong này có con đà điểu anh ạ. Điểu á? Có đâu? Ăn... Theo cái kinh nghiệm ăn trực lâu năm của em ấy, thì em đoán rằng là đây là cái con công không lối thoát anh ạ. Đấy phải công rồi. Con gì đấy? Khả năng đây là con lúi rừng anh em ạ, không phải công. Lúi rừng anh em nhá. Wow. Ngon cái này là bọn mình vừa trục vớt ở dưới đường Trần Duy Hưng về anh em ạ. Ngon đúng không em? Đấy. Hiện tại là bọn mình đang ở resort bên Mỹ nhá. Anh em thấy cái phòng của mình có sang trọng. Đâu bảo là bọn mình Trần Duy Hưng ở bên Mỹ rồi. Mấy ship mấy trục vớt con này từ Trần Duy Hưng sang anh em mình bay Mỹ mà. À. Ừ. Nó thơm ngon luôn. Thế nào là nói phép. Những con dưới rừng mà có bộ... anh ăn thì ngon không? Được đấy. Trên bản bình thường của bọn mình làm gì có những con này đúng không? Sao trên đây là anh được ăn món lạ nhỉ? Dạ. Dạ. Là đang ngủ em rất là đầu. Ăn này ngon lắm anh em ạ. Sổ nó lại thơm phức mũi này. Phức mũi anh em ơi, phức mũi anh em ạ. Lức mũi ở mình sẽ dã luôn cái đùi này anh em nhá. Thì này quá là thơm luôn. Anh ăn không đếm đút cho anh. Anh phải rời xa vòng tay của Thảo, anh sang bên Dubai anh công tác rồi. Anh sợ nhà Thảo đi chơi với người yêu cũ không? Anh vừa ăn cho anh nhà anh kéo sợ. Một mình bên này thiếu gì gái đúng không? Thế anh em mình rủ mấy con Trần Duy Hương đây chơi. Phê anh em ơi, ngon quá anh em ơi. Đấy. Mình chưa bao giờ ăn cái món nó độc lạ này anh em ạ. Có thơm phức. Ê, sao trong này em lại phát hiện ra mấy con gì lúc nhúc không ấy? Giỏi con gì lúc nhúc đấy? Sao? Bên Mỹ là nước ăn... À anh ơi, em biết rồi. Như con giỏi lúc nhúc trong này là người ta cấy vào để cho tăng chất dinh dưỡng ấy. Ăn con này bổ lắm ấy. Có nhiều tinh bột chứ nào ấy. Ăn đuôi cái đùi gà này có nhiều con lúc nhúc quá. Con gà của anh nhiều giỏi quá em ơi. Nhiều giỏi không? Ui dì, con của anh nhiều chất dinh dưỡng hơn của em rồi. Ngả anh nhiều giỏi quá. Nhiều giỏi quá em ạ. Nhiều giỏi không anh? Sao anh gọi em anh Hoan rồi anh Hoan. Anh Hoan đây đây ăn đi em anh Hoan rồi. Hả? Ấy là anh nhiều giỏi quá anh ạ. Nhiều giỏi em. Ăn đi anh. Giỏi này có nhiều protein lắm. Anh ăn đi. Cứ hốc thoải mái thôi. Gà đây gà. Ừ. Ôi lần đầu tiên nhìn thấy gà nhỉ? Gà anh rồi. Có nhúc nhúc này. Ngoài này là gì đây? Vàng vàng là cái gì? Mạ vàng gà của em nó mạ vàng ấy ạ. Mô Dubai đúng không? Mạ vàng Dubai có cái món này chứ nhỉ? Ăn rắc cái này. Cái này hôm nay là cái món đấy là tầm thường quá mẹ không chơi. Phê luôn. Chơi này chơi em. Vàng thôi. Vừa ngon vừa thơm. Đúng là gà 38 cân nhỉ? Gà là khoảng bao cân anh nhỉ? Gà là 38 cân. 38 cân. 38 cân à? Mấy cái con cám chim di động ở bên phò Trần Lý Hưng là nó bao nhiêu cân? Anh biết rồi. Chắc 48 cân. 48 cân không? Nó rẽ không? Thảo nghe thấy nó tiếc ăn đấy. Cái gì? Anh ơi, anh chơi thì anh cũng phải trung thực với bản thân của mình chứ. Anh đã trốn nó đi chơi rồi. Ừ. Ừ đúng rồi. Đừng nói gì con Thảo biết, không nó biết nó giết chuyện này. Anh nhớ mà trước khi quay video thôi nhắc đến Thảo. Chưa về chưa? À, nó quay video. Tắt máy đi. Thế cái video này đừng đăng đi nhá. Ừ. Con Thảo không, mà thôi. Thế mẹ cái đăng cái Thảo cũng không xem ở đâu. Chặn nó luôn. Con Thảo ở Việt Nam à? Mình đang ở Dubai. Mình đang ở Dubai làm sao mà Thảo xem được những cái video đẳng cấp của mình. Thế đấy nhở. Em thử ăn một miếng vàng thì nó có ngon nhá. Ăn nữa. Cái xôi em mà xôi ăn rất là thơm rồi. Xôi á? Xôi á? Ừ. Vàng. Xôi mạ vàng. Xôi mạ giá vàng. Ăn nó có vị ngọt của cái con gà nó chảy ra, ngọt thương lắm anh ạ. Ngon thật đấy nhỉ. Hôm nào về cho chuột nấu món này đi. Chuột á? Em định cơ bên Dubai vậy ạ, nhưng không phải đâu. Mày làm cái gì? Mày anh em mình làm thằng cái túi ra chỗ đường mình ngồi nhỉ. Thế bảo xin ăn ở Dubai nhiều tiền lắm. Không sao, không cần ăn ra rồi ra. Không phải. Hay là anh sang lại bên này sống đi. Suốt ngày ở Việt Nam, suốt ngày phải ra bờ sông nhớ gà mệt lắm. Tại đấy, khán giả bảo ngày nào cũng ra suối, vui cũng suối, buồn cũng suối. Hôm nay giới thiệu anh em là bọn mình đã sang Dubai, không phải suối, xong gì nữa. Bởi vì trời hẳn khách sạn nữa anh em. Khách sạn luôn, Dubai là ăn... Khách sạn đẳng cấp luôn, có đầy gái em ạ. Gái bọn mình giấu sau cái đầy.
không được vào hình đâu, gái vào đây thì không ăn bắp thế. Hồi nãy là mình vừa đi giấu, giờ mình mới vào. Anh Hoan vừa đấy, cái lúc mới đầu vào bị ăn thì anh Hoan đang chơi gái dở anh em nhá. Giờ chơi gái xong rồi lại ra đây hốc cùng với bọn mình. Ngon không anh? Quá ngon. Nhưng mà đoạn đầu ngon hơn đoạn này, nói chung là cũng ổn. Mẹ xôi hơn video, xôi trong video rồi anh em. Xôi ở bên Dubai cũng ra mắt cái dạng vàng ăn nó ngon nè. Ngon nhỉ. Còn món này nữa nè. Mẹ ăn tan tác cả ông già. Món này là gì? Nhân sâm anh. Đá quý. Đá quý. Nhân kim cương ấy. Ngon đấy. Phải hợp quá. Nước chấm này là làm từ gì nhỉ? Nước chấm này làm từ... cất cờ trẻ con. Là từ cất cờ trẻ con của Dubai luôn đúng không? Đúng rồi. Nhìn nó nhã nhão đây em cũng đoán là cất trẻ con rồi. Cất trẻ con bên Dubai rất nhiều chất khoáng sản đấy ạ. Đúng rồi. Nhiều khoáng sản ạ. Làm như đâu nhiều cái khác đấy nhé. Rồi mình muốn cất không để hết được mọi lần. Vậy gì nữa nhỉ? Bằng vệ sinh Cotex này nó giỏi khối thịt khối đấy. Đúng đấy. Cái chất này ở bên Việt Nam mình ấy thì nó quay là rác rưởi, nhưng bên Dubai người ta lại coi cái đấy là cổ quý anh em nhá. Đấy, trong những cái chất đấy là có rất nhiều khoáng sản và protein. Anh em ăn vào thì có rất nhiều chất dinh dưỡng luôn. Em ăn nhầm gì ấy, xào gì ấy. Ok. Cái đấy tiến tiến đang xào ấy. Anh Hoan là anh nên nổ đây à? Anh đán thế đâu? Cho này vứt đấy. Nổ ra rồi. Cái này tí mình để bọc cách nào về nước cháo mang về ăn. Mang về nước cháo. Còn đắt lắm. Ví dụ. Mình rất là nhận mạng. Ok, đi vệ sinh phát đã phòng. Để em ăn mà. Sợ anh em. Có bây giờ mình ăn được con gà không? Bây giờ mình ăn. Để em lưu ăn. Wow. Ngon nhỉ. Em quay gần cho anh em xem. Đấy. Có quay cắn miếng. Thằng mày quay cắn miếng á. Đứng yên lên trong rồi. Quay cắn miếng hết. Nó cắn hết miệng. Mình đang nhờ cà phê ở bên Dubai quay cho mình em nhá. Mày là lóc cắn. Nó không biết tiếng Việt đâu mà mình phải dùng tiếng Anh nói chuyện nó ạ. Toàn gái xinh luôn. Đi từ tầng 1 lên tầng 90 là thấy toàn gái xinh. Mình đang ở tầng 49 à? Hay là 69? Tầng 53 anh ạ. 53. Đấy, nhìn ra cửa sổ này, đấy. Chóng mặt đấy anh ơi, chóng mặt anh đấy. Đấy. Được quay, chóng mặt đấy. Chóng mặt. Chứ bọn mình, đây bọn mình sẽ nhảy thế này xuống để cho cảm giác mới lạ anh em nhé. Mai, sáng mai sẽ nhảy. Bọn mình nhảy từ đêm men thì khoảng độ sáng, 9 giờ sáng mai thì bọn mình sẽ tới đến mặt đất. Tùy lắm em ơi. Quá ngon nhỉ. Chưa giờ em thấy đùi gà nhiều thịt như đùi này. Đấy, củi đấy tí rất. Nhưng mà có bà con gì á. Con giỏi lúc nhúc anh em ạ. Bên này, ở bên Dubai như người ta đặc sản là giỏi hay sao. Mình toàn cái múc cái nào cũng ra cũng thấy giỏi là giỏi thôi. Bảo sao ngon là nổi tiếng này. Bảo sao mà ăn vào cứ thấy nó cựa quậy mồm ấy ạ. Cái cắn phát nó phọt hết ra. Ngậy lắm. Bên này là đi taxi là đi Lamborghini nhờ. Cái gì? Phải đau đi về Lambo thôi. Cái gì? Taxi à? Em đi toàn đi Rolls Royce thôi mà anh toàn đi cái quần quẻ gì chả hiểu gì. Mày thì tin rồi. Ngon. Ngon tạm rồi. Nhưng mà phố của phố đèn đỏ Dubai nằm ở đâu? Phố đèn đỏ Dubai thì nó nằm lại nằm ở Thanh Sơn Phú Thọ rồi. Còn cái chỗ mà ăn chơi nhảy múa bắt sáo kia cái thứ ấy thì nó lại ở Từ Sơn Bắc Ninh của tỉnh Hòa Bình. Thế á? Từ Sơn Bắc Ninh mà lại ở bên này nó lạ lắm mình ấy. Lạ đấy à? Lạ những địa danh kiểu lạ không giống Việt Nam, nó lạ.
Anh thấy được rồi. Khả năng là mình cũng phải đi tìm thêm mấy con gái nữa. Mình đi xuống sông ở Dubai mình chụp vớt vài con cao vèo đây mình chơi chứ giờ mình không chịu nữa rồi. Bực mình lắm rồi. Thế là đi à? Ừ, đi rồi. Thôi á, anh em ơi, mình quay nhà thôi, mình ăn đi rồi. Ừ, cái ý là giờ bây giờ là kiểu... Tắt thôi á anh em nhé, mình tắt video đây.